Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap video ngày hôm nay Thì trong cái video này Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ về một cái dự luật mà đang gây xôn xao hiện bây giờ Đây là cái dự luật liên quan tới quản lý cái ví tiền điện tử như thế nào, tiền được số như thế nào. Chúng ta cũng đã nói sơ sơ về cái tin đồn về dự luật này cách đây khoảng chừng 2 ba ngày nhưng mà cuối cùng thì tin đồn cũng đã là sự thật. Các mà thấy được là chúng ta nhận được thông tin đó, là Bộ Tài chính US Treasury nhưng mà thật ra cái dự luật được chia sẻ đó là cái dự luật này là gửi tới bởi Financial Crimes Enforcement Network, có nghĩa là FinCEN. Thì FinCEN là một chi nhánh của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, thì đưa ra một dự luật dài 72 trang. Thì dự luật này đó bây giờ vẫn chưa phải là luật, chúng ta có tới ngày 4 tháng 1 để có thể là cho ý kiến cho FinCEN. Nếu như mà những người nào mà có ý kiến về dự luật này, có nghĩa là thấy đây là một dự luật tốt, hay là xấu vì lý do nào đó thì có thể gửi comment đến FinCEN để mà được xem xét trước khi mà họ đưa ra được thực sự là như thế nào và có phải là được hay không và lực cuối cùng là khác biệt như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại vì thùng cũng đã dành rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái dự luật này cũng như là những cái suy nghĩ của những người mà nổi tiếng ở trong crypto này. Chúng ta nói tới những cái tài liệu ở trên Twitter như là các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào Twitter của những người nổi tiếng như là Jack Javinsky, một trong những luật sư trong uh, thị trường crypto này hay là chúng ta nói tới Cynthia Lummis, nghị sĩ đắc cử của Wyoming thì cũng đã có những cái suy nghĩ liên quan tới cái dự luật này. thường sẽ chia sẻ thêm về sức ảnh hưởng là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như là thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thông cáp với đồ mạng xã hội đó thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram và đương nhiên nếu như các bạn nhận được giá trị trong video này các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta đã thấy được là kênh này cuối cùng cũng đã qua được 50.000 subscribers thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thuần Khá video bằng cách là đăng ký vào kênh Và chúng ta bây giờ là bước kế tiếp là coi coi khi nào mới đạt được 100.000 subscribers Và Thuần hy vọng là Bitcoin có thể đạt được 100.000 trước khi mà kênh này được 100.000 Để chúng ta xem coi coi là trong năm tới thị trường này phát phát triển như thế nào Và có bao nhiêu có hứng thú tìm hiểu về thị trường crypto này Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói về cái thông tin liên quan đến cái dự luật này thì các bạn thấy được là dự luật này đó là một cái dự luật Mới đối với thị trường crypto nhưng mà cái cách làm này đó, cái luật này không có mới đối với thị trường tài chính hiện bây giờ Thực ra mà nói là cách làm này đã có từ năm 1970 Có nghĩa là bây giờ đó, bây giờ ở thị trường tài chính Hoa Kỳ đó, nếu các bạn mở ngân hàng Thì các bạn đi vào trong ngân hàng, các bạn gửi tiền mặt, hay rút tiền mặt mà trên 10.000 đô đó Thì các bạn cần phải trả lời một số câu hỏi là tiền này là từ đâu có nếu các bạn gửi Và các bạn gửi tới đâu thì danh tánh hay là các bạn phải là chủ sở hữu của chương mục đó hay là không hay là các bạn wire là các bạn gửi tiền thông qua hệ thống wire của ngân hàng đó gửi tiền thông qua mạng đó thì trên ba ngàn đô các bạn cần phải trả lời một số những câu hỏi đây là điều mà đã đang xảy ra ở trong tình hình thị trường của ngân hàng của hoa kỳ cho nên cái việc làm mà cái luật này đó trên căn bản đó nói là nếu như mà các bạn muốn rút tiền cửa số của mình hay là gửi tiền cửa số của mình nghĩa là một giao dịch nào mà hơn ba ngàn đô ở hoa kỳ đó thì các bạn cần phải chứng minh chủ sở hữu của cái địa chỉ ví các bạn gửi tới đó là địa chỉ ví của các bạn thì các bạn cần phải chứng minh thì có nghĩa là các bạn thấy được là bây giờ đó giống như là ở hoa kỳ đi các bạn là muốn kết nối ngân hàng các bạn với lại công ty PayPal thì trong thị trường ngân hàng bây giờ đã cách mà họ làm đó, thường là cái ngân hàng muốn xác nhận là ngân hàng kia là của các bạn, có nghĩa là hai ngân hàng này cùng chủ sở hữu đó thì họ sẽ gửi tới khoảng chừng là hai giao dịch nhỏ, mỗi cái giao dịch đó là khoảng chừng vài sen có thể là 5 sen hay 3 sen gì đó thì các bạn đăng nhập login vào ngân hàng của các bạn sau đó là các bạn lên trên trang web của PayPal đi để, để mà xác nhận là cái số tiền các bạn nhận được là bao nhiêu nếu như mà khớp với nhau thì coi như PayPal đã có thể chứng minh được là ngân hàng đó là của các bạn lúc đó các bạn có thể kết nối ngân hàng với lại cái ứng dụng PayPal và các bạn thấy được là đây là cách làm mà đang hiện có trong thị trường ngân hàng nhưng mà các bạn thấy là cách làm này cũng có nhiều cái lỗ hỏng giống như là có thể là thuận muốn kết nối cái công ty paypal đó ngân hàng paypal với lại một cái ngân hàng riêng mà không phải là của thuận có thể là ngân hàng đó là của bạn của thuận đi thì thuận hoàn toàn có thể là hỏi người đó là bây giờ nhắn tin cho thuận biết là nhận được bao nhiêu tiền để thuận lên trên paypal để mà xác minh cho cái con số đó khớp với nhau để có thể chứng minh được là thuận là chủ sở của cái ngân hàng đó mặc dù là thuận không phải là chủ sở của ngân hàng đó nhưng mà trên căn bản thì những ngân hàng ở hoa kỳ đều đã kyc nhưng mà cái vấn đề tương tự thì không có là điều hiện bây giờ đang xảy ra trong những cái ví cá nhân, các bạn cần phải hiểu được là cái ví cá nhân các bạn đó, cái ví uh, MetaMask, cái ví Blockchain, những cái ví đó đó các bạn không có đăng ký sự sử dụng là ai hết. thì bây giờ cái luật này đòi hỏi đó, là nếu các bạn gửi hay là rút tiền mà trên 3.000 đô đó thì cái sàn giao dịch đó, cái sàn các bạn đang sử dụng đó, là bổn phần của sàn là phải xác minh danh tính của cái địa chỉ ví đó có nghĩa là sao? Nghĩa là, giả sử như là các bạn muốn rút 5.000 đô ra khỏi sàn Coinbase thì gửi tới một địa chỉ ví khác, thì các bạn phải chứng minh được là địa chỉ ví đó cũng là của các bạn, các bạn là chủ sở hữu của địa chỉ ví đó. Theo ngân bạn thì được là đầu tiên hết đã có một số những cái vấn đề nảy sinh ra đó chính là làm sao các bạn chứng minh được là các bạn là chủ sở hữu của một cái ví cá nhân ngoài trừ các bạn cho người ta thấy được cái địa chỉ à, ví cá nhân của bạn và cho người ta thấy được là cái khóa nhân của bạn mà thôi đương nhiên không ai muốn làm điều đó và cái cách làm hiện bây giờ của ngân hàng cũng không thể áp dụng được trong thị trường crypto này giống như là ngân hàng hay là một sàn giao dịch á, mà mà muốn xác minh cái ví đó là của, của các bạn đi thì không ai nào mà cái sàn giao dịch gửi một số những cái giao dịch nhỏ mà các bạn xác minh tại vì tất cả giao dịch đều công khai trên một lớp blockchain cho nên đây là một trong những cách làm mà không nên thực hiện được nhưng mà trên căn bản đó về việc là ảnh hưởng như thế nào đó thì phần lớn sẽ rất phiền phức cho sàn trên căn bản là người dùng cũng không phiền phức lắm tại vì các bạn thấy được là nhiều người thì họ lưu trữ tiền ở trên sàn giao dịch cho nên trên căn bản giả sử như các bạn có chương mục trên sàn Coinbase các bạn có chương mục trên sàn của Binance đi các bạn gửi tới gửi lui thì được ra mà nói là cả hai sàn Coinbase và Binance thì đều đã xác minh thân phận cho nên trên căn bản các bạn gửi tới giữa hai sàn này các bạn đều dễ dàng chứng minh được là các bạn là chủ sở hữu của chương mục tại vì các bạn đã KYC thậm chí tôi nghĩ là sau này những cái sàn giao dịch đó họ sẽ chia sẻ những thông tin KYC lẫn nhau để cho có thể là đáp ứng được cái đòi hỏi về mặt pháp lý của cái dự luật này nếu như dự luật này trở thành luật thực sự cái vấn đề lớn nhất là nếu như các bạn không phải là gửi dự những sàn mà các bạn gửi vào ví cá nhân của mình thì đây là một trong những cái vấn đề rất là nan giải hiện bây giờ cũng như là một cái điều mà rất nhiều người à, đang đề cập tới là làm sao mới có thể chứng minh được đây là cái địa chỉ ví cá nhân của mình. Ngoài trừ là các bạn có thể làm những cách như là nhiều người nói là có thể là các bạn à, Ký cái dấu hiệu ở trên cam blog là đây là cái địa chỉ ví của các bạn Nhưng mà điều đó các bạn cũng có thể nhờ người khác làm được Cho nên đây cũng phải là một cách tối ưu nhất Để xác minh là bạn là chủ sở hữu của một cái ví nào đó Nhưng mà các bạn thấy được là 72 trang này không để rõ Là cần phải làm gì để có thể chứng minh được Là bạn là chủ sở hữu của một cái ví, ví cá nhân à, Nếu như cái ví đó không phải là cái ví ở trên sàn cho nên các bạn thấy được là luật bây giờ đã đưa ra dự luật này thì không có rõ ràng về cái phương diện đó và đây là một trong những cái vấn đề mà thường nghĩ là rất nhiều sàn sẽ đòi hỏi sàn và Bộ Tài chính nói rõ hơn là bổn phận của sàn là phải làm gì để mà xác minh được thân phận của một người mà gửi tiền tới. Đây là cái điều đầu tiên mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhì nữa đó là các bạn thấy được là dự luật tương tự đó, nhiều người nói là đã trở thành luật và áp dụng ở một số nơi. Chúng ta nhìn vào Twitter đi, thì các bạn thấy được là Twitter của Plan B ấy, cái người mà rất nổi tiếng với cái mô hình stock to flow ấy, cũng đã nói là ở Netherlands khoảng 3 tháng trước đó thì cũng có cái luật tương tự được áp dụng bởi chính phủ của Netherlands và cái mà mọi người phải cần làm bây giờ ở Netherlands là khi mà muốn rút từ sàn ra cái ví cá nhân của mình á Thì cần phải chụp hình Giống như là chụp lại cái hình của cái địa, cái địa chỉ ví đó Rồi upload lên trên sàn để mà chứng minh Thì các bạn hiểu được điều này cũng không có chứng minh được gì Nhưng mà ở Netherlands á, đây là cách làm hiện bây giờ Và sàn sẽ cho các bạn rút Và đương nhiên các bạn thấy được là Nếu như các bạn rút dưới 3.000 thì không cần phải làm cái thủ tục này Cho nên thường nghĩ là một trong những điều mà sẽ xảy ra Nếu như mà đây trở thành luật đó Là mọi người sẽ À, cùng nhau rút tiền nhưng mà rút dưới 3.000 đô Thì có thể là Một đó là sàn Có thể là không cho các bạn rút ra những cái ví cá nhân Hay là hai đó là những sàn ở Hoa Kỳ Sẽ nói là rút ra Thì các bạn chỉ rút ra tối đa là 2.000 đô 2.500 đô mỗi một tuần hay là gì đó Để có thể là không cần phải quá nhức đầu Về cái À, luật này nếu như mà luật này trở thành luật thực sự bây giờ chỉ là một dự luật mà thôi thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta vẫn chưa có rõ là làm sao để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của cái dự luật này và một số những người nổi tiếng đó, như là các bạn thấy là Cynthia Lumus, Cynthia Lumus là một trong những cái nghị sĩ mà đắc cử trong cái đợt bầu cử này thì Cynthia Lumus là nghị sĩ của Wyoming và cũng đưa ra một cái thuyết cũng rất là dài chiếu nói là cái dự luật này đó thật ra mà nói là có thể làm ảnh hưởng làm chậm trễ đến sự phát triển của thị trường tiền kỹ thuật số ở Hoa Kỳ khi mà bây giờ là Hoa Kỳ đang cần phải cạnh tranh với lại những nước như nước Nga và nước Trung Quốc về phương diện là công nghệ cho nên nếu như có dự luật này sẽ làm rất là phiền phức cho sàn giao dịch cho nên khuyến cáo là cần phải xem xét lại trước khi mà đưa ra những quyết định là đưa ra những cái luật như, như thế này thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục chờ đợi coi coi là tới ngày 4 tây tháng 1 đó thì tình hình sẽ như thế nào nhưng mà trên căn bản những gì mà thượng thu thập được đó, cho đến bây giờ thì cái sự phiền phức nếu như mà vụ lực này trở thành luật đó cái phiền phức đầu tiên đó chính là sàn đã phải mướn thêm người sàn phải có những cái chiến lược làm sao để mà xác minh thân phận của một người có địa chỉ ví thực ra mà nói là các bạn muốn gửi tiền vào ví nhân các bạn đó thì các bạn có thể gửi à, và đương nhiên cái đó là ví các bạn các bạn có thể chứng minh được là các bạn là chủ ví chỉ có là chứng minh như thế nào mà thôi để không làm lộ cái khóa cá nhân và gửi tiền giữa các sàn sẽ không thành vấn đề cho nên về cái phương diện đó là ảnh hưởng đó, lớn nhất là ảnh hưởng liên quan tới sàn tại vì sàn phải có những cái cách làm để mà đáp ứng được nhu cầu của lực nhưng mà về cái phương diện à, những trader thì cũng đơn giản hơn những người mà sử dụng sàn đó thì cũng không cần phải lo quá nhiều nếu như mà thực sự là cần phải upload hình để có thể là được withdraw thì chỉ phiền phức một chút mà thôi nhưng mà phần lớn của mình thường là phiền phức là đến từ sàn và phiền phức thứ nhì đó là những cái đồng liên quan đến bảo mật như là đồng Monero đi thì các bạn sẽ thấy được những đồng đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại vì trên căn bản các bạn không thể nào xác minh được địa chỉ ví đó khi mà gửi đó thì cái tài liệu ví đó là sẽ bị ẩn trên mạng cho nên đây là một trong những khó khăn liên quan đến những cái đồng uh, liên quan đến là bảo mật danh tính của cái địa chỉ ví cho nên các bạn thấy là những cái đồng bảo mật từ từ sẽ là không còn trên những sàn giao dịch nữa đây là một chuyên điều mà chúng ta cũng đã biết trong vòng mấy năm qua những đồng liên quan đến bảo mật đó thì thật sự mà nói là không có chỗ đứng trên những sàn dịch bây giờ tại vì hầu hết là không có ai muốn hết thì thực ra mà nói chúng ta thấy được đó là không có ai mà không muốn cho thị trường này rõ ràng hơn không có ai mà không muốn là chống lại những cái việc như là rửa tiền hay là phạm pháp sử dụng thị trường số hết chỉ có là cách làm như thế nào mà thôi thì cái câu hỏi mà thường có bây giờ đó là chúng ta nhìn vào cái dự luật này thì cái mà dự luật này muốn thực sự là thành công là như thế nào thành công là để mà chống lại những tội phạm sử dụng bitcoin nếu như là như vậy thì cường thần cảm thấy là cái cách mà dự luật này đang viết đó thì thực sự là chỉ làm khổ cho sàn và làm phiền phức cho những người mà sử dụng sàn mà thôi chứ không có đạt được mục đích cuối cùng là chống lại những tổ chức phạm pháp sử dụng tiền trục số để mà rửa tiền và thứ nhì nữa là các bạn thấy được là nếu như mà trên căn bản đó điều này đưa ra đó là chỉ là một hình thức để có thể là hợp thức hóa tiền kỹ thuật số thì đây là một điều rất là tốt tại vì khi mà có những luật như thế này thì sẽ làm cho nhiều người an tâm hơn và có thể dẫn đến sự chấp nhận của Bitcoin để có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF và đây cũng không hẳn là một điều quá xấu thì trên căn bản theo thường nhận được những gì mà trong 72 trang này đó thì cái tình hình cũng không có tệ như là nhiều người nghĩ trên căn bản này chỉ là phiền phức một chút mà thôi và thường nói là đây là một cái luật của Hoa Kỳ nhưng mà đương nhiên sẽ có sức ảnh hưởng đối với rất là nhiều à, nước trên thế giới tại vì các bạn thì được là tiền thuật số là không có giới hạn biên giới các bạn có thể gửi cho một địa chỉ ví hay là một sàn ở một quốc gia khác các bạn thì được là nhiều sàn bây giờ là cho các bạn có chương mục của nhiều quốc gia thì đương nhiên Luật này của Hoa Kỳ sẽ áp dụng trong những cái cuộc di chuyển tiền đó tuy nhiên sẽ làm phiền phức đến những cái sàn mà ở ngoài Hoa Kỳ làm sao để chứng minh được là các bạn là chủ sở hữu và các bạn cần phải cùng nhau chia sẻ những cái thông tin như là KYC thì một số bạn hỏi thường là KYC mình đã làm trên sàn rồi thì tại sao mỗi lần mà rút tiền trên 3.000 đô thì cái luật này lại nói là cần phải đưa những cái chi tiết cho sàn mình là ai và gửi tiền tới đâu thì thực ra mà nói cái sự khác biệt ở đây đó là bây giờ nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ muốn lấy tài liệu của các bạn từ sàn giao dịch đó, thì họ cần phải liên hệ với sàn và họ cần phải có lý do chính đáng như là giấy tờ từ tòa án để có thể lấy tài liệu tư nhân của các bạn trên sàn là các bạn địa chỉ ở đâu và đang làm gì khi mà cái dự đề trở thành luật đó thì tất cả những thông tin này đều phải được gửi tới cho FinCEN hàng ngày hàng tháng cho nên tất cả những cái tài liệu này sẽ tập trung ở một nơi họ không cần phải xin phép tòa để mà lấy tài liệu họ có sẵn tài liệu ở đó rồi đây là một trong những điều mà bộ tài chính muốn ở thời điểm hiện bây giờ còn chúng ta nhìn vào phản ứng của thị trường thì các bạn thấy được là hầu như thị trường không quan tâm đến cái tài liệu này các bạn thấy được là ngày hôm nay thì Bitcoin đã có mức lên tới là 24.172 bây giờ thì các bạn thấy là vẫn trên 23.000 23.469 trên căn bản là thị trường hầu như là không quan tâm đến cái dự luật này thì để thường search cái đồng Monero ở trên Conjecture thì đồng Monero bây giờ là đứng hạng thứ 15 và các bạn thấy được là trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua thì chỉ xuống có 1% nhưng mà 7 ngày qua thì tăng 4,3% thì trên căn bản ngay cả những cái đồng mà bảo mật như là màu nero cũng không có phản ứng đối với một cái tin tức mà tương đối là xấu với những đồng này cho nên các bạn thấy được là phần lớn mọi người đều không quan tâm đến cái dự luật này và dự luật này chủ yếu mọi người bây giờ ra kết luận đó là nếu như mà thực sự chế hành luật đó thì chỉ là làm ảnh hưởng đến sàn và phiền phức đối với người sử dụng nhưng mà trên căn bản cũng không có thay đổi gì nhiều đối với sự phát triển crypto ở Hoa Kỳ và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào cái bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần khắp rồi như là những cái bonus khi các bạn tham gia vào những sàn như là sàn margin let me trade, có hỗ trợ copy trade hay là sàn nepex sẽ được giảm phí giao dịch khi các bạn tham gia vào sàn binance giảm tới 20% phí giao dịch hay là những sàn như là margin bybit, sàn coinbase và dùng những blockfi tham gia lending để có thể nhận lãi hàng tháng tham gia vào blockfi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên các bạn có thể là bấm vào đăng ký group hỗ trợ và để có thể nhận được những giải đáp liên quan đến những cái dịch vụ các bạn đang thấy trên màn hình và thôi xem chào tất các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.